Thưa quý vị, số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho thấy, trung bình mỗi năm, nước ta có thêm 10.000 ca mắc bệnh gan mới và hiện cũng đang là quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư gan hàng đầu. Một điều đáng nói khác là có đến 90% trường hợp mắc viêm gan đều không có triệu chứng lâm sàng. Nhiều người mắc bệnh gan từ 3 đến 5 năm mới phát hiện, thậm chí trên 10 năm mới được chẩn đoán chính xác. Lúc này tế bào gan đã bị tổn thương và tiến triển thành xơ gan, ung thư gan vô cùng nguy hiểm. Vậy làm sao để nhận biết gan có bị tổn thương hay không, từ đó có cách phòng trừ hiệu quả? Ngay sau đây, Sống An Lạc sẽ chỉ ra cho quý vị 8 dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của gan đang bị tổn hại nghiêm trọng, cần đi khám ngay kẻo hối hận không kịp. Mời quý vị cùng theo dõi! Thưa quý vị, hiện nay có hơn 100 loại bệnh gan khác nhau và mỗi người có biểu hiện khác nhau. Thực tế, mọi người thường nhầm những triệu chứng của bệnh gan với các bệnh khác vì chúng thường có các dấu hiệu không cụ thể. Và sau đây là danh sách các dấu hiệu sớm và phổ biến nhất chứng tỏ gan đang bị tổn thương mà bạn nên cảnh giác. Dấu hiệu thứ nhất, khó chịu dạ dày. Nôn và buồn nôn là triệu chứng phổ biến nhưng dễ gây nhầm lẫn với các bệnh khác như ngộ độc thực phẩm, đau nửa đầu, say tàu xe, chóng mặt, trầm cảm và mới mang thai, thậm chí các vấn đề về thận. Những người bị tổn thương gan thường bị buồn nôn liên tục vì khả năng loại bỏ các độc tố của gan đã giảm. Buồn nôn cũng có thể do những thay đổi liên tục trong tiêu hóa. Trong trường hợp bạn có những triệu chứng này, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nhé. Dấu hiệu thứ hai, cơ thể yếu ớt và mệt mỏi. Cảm giác yếu và mệt mỏi là một dấu hiệu rõ ràng và sớm của gan khi bị tổn thương. Nếu gan bị tổn thương, cơ thể sẽ thiếu năng lượng, vì vậy nó cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều này xảy ra do gan không thể loại bỏ các chất độc trong máu. Trong trường hợp các triệu chứng kéo dài, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức. Dấu hiệu thứ ba, mất cảm giác ngon miệng. Mất cảm giác ngon miệng xảy ra do gan không sản sinh đủ mật, hỗ trợ việc tiêu hóa chất béo. Nếu thực phẩm không được tiêu hóa đúng cách, nó dẫn đến mất cảm giác ngon miệng và giảm cân nghiêm trọng. Dấu hiệu thứ tư, đau và trướng bụng. Gan nằm ở phía trên bên phải của bụng và bất cứ dấu hiệu đau hoặc khó chịu nào ở khu vực này có thể là dấu hiệu rõ ràng của tổn thương gan. Ngoài ra, trướng bụng có thể là dấu hiệu của gan to, cần đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để loại trừ bệnh gan nghiêm trọng. Dấu hiệu thứ 5, gặp vấn đề tiêu hóa. Gan rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa vì nó tạo ra mật. Nếu gan bị tổn thương, sẽ khiến cơ thể dễ bị tiêu chảy và khó tiêu. Hơn nữa, nếu thiếu mật, cơ thể cũng có thể không dung nạp thức ăn béo, mắc hội chứng ruột kích thích, sỏi mật, táo bón và đầy hơi. Dấu hiệu thứ 6, thay đổi màu sắc nước tiểu và phân. Thay đổi màu của nước tiểu cũng là dấu hiệu gan bị tổn thương. Sự gia tăng mức độ bilirubin trong máu khiến nước tiểu có màu cam, hổ phách hoặc màu nâu. Mức độ bilirubin đang tăng lên là do gan không thể loại bỏ nó và nó phải bài tiết qua thận. Bên cạnh đó, do thiếu mật, màu sắc phân có thể thay đổi. Thay vì màu nâu bình thường, phân có thể có màu đất sét, màu vàng nhạt hoặc màu xám. Nếu dấu hiệu này không liên tục thì không nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu xảy ra liên tục, hãy nhanh chóng đi khám trước khi quá muộn. Dấu hiệu thứ 7, thay đổi màu mắt. Dấu hiệu quan trọng của hoàng đản hay viêm gan là vàng da và vàng mắt. Tuy nhiên, nếu có sự thay đổi màu sắc chung của mắt, nhất là vào buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu của tổn thương gan. Do đó cần theo dõi cẩn thận những thay đổi ở mắt vì có thể đó là một trong số ít những dấu hiệu sớm cảnh báo gan của bạn đang hoạt động không đúng. Dấu hiệu thứ 8, ngứa da. Trong trường hợp gan bị tổn thương, da sẽ nhạy cảm hơn bình thường và có biểu hiện chóc vẩy, ngứa. Mặt khác, da cũng có thể xuất hiện nhiều vết bầm tím, dễ nhìn thấy tĩnh mạch hơn. Giữ da ẩm cũng rất tốt, nhưng vấn đề này sẽ không biến mất nếu vấn đề về gan không được giải quyết. Thưa quý vị, vừa rồi là 8 dấu hiệu điển hình khi gan bị tổn thương. Nếu dạo gần đây, quý vị thấy cơ thể của mình xuất hiện những triệu chứng bất thường này, hãy đi khám ngay để có cách kiểm soát bệnh tật hiệu quả nhé. Quý vị thân mến, trước thực trạng các bệnh lý về gan ngày càng gia tăng, thì việc bảo vệ gan là một trong những vấn đề sức khỏe nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Bàn về cách dưỡng gan, từ lâu trong y học cổ truyền Trung Hoa đã có những bí quyết vừa đơn giản, không tốn thời gian mà hiệu quả đem lại vô cùng lâu dài. Quý vị có muốn biết về những bí quyết vàng này không ạ? Hãy cùng Sống An Lạc tiếp tục theo dõi video nhé! Gan là cơ quan giải độc của cơ thể, vì thế dưỡng gan tốt có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Nhưng vấn đề là dưỡng gan tốt phải như thế nào? Vấn đề này trong đông y có chỉ ra 5 cách sau đây. Cách thứ nhất, chải đầu. Chải tóc là một điều quá đỗi bình thường, nhưng có lẽ ít người biết rằng có thể thông qua chải tóc để massage huyệt mà đạt được hiệu quả dưỡng gan. Phương pháp chải tóc dưỡng gan là trước tiên hãy chải một lần
thuận theo hướng mọc ra của tóc, sau đó chảy ngược lại một lần. Chú ý khi chảy dùng lực đủ sức, không nhẹ quá, không gây tác động được vào da đầu, cũng không được mạnh quá, làm tổn thương da đầu. Hãy chảy lặp lại nhiều lần, đầy đủ, có thể massage huyệt can kinh ở đầu, qua đó đạt được hiệu quả dưỡng can. Cách thứ hai, massage vành tai. Sử dụng 3 ngón tay thường dùng của cả hai tay để massage vành tai sẽ đạt được hiệu quả bảo vệ gan. Bởi vì gan mật bị nóng ẩm, có thể dễ dàng dẫn đến viêm gan mãn tính, còn massage vành tai giúp cải thiện tình trạng gan mật nóng ẩm, qua đó phòng ngừa viêm gan. Cách thứ ba, massage mặt. Trước tiên, rửa hai bàn tay sạch sẽ rồi dùng lòng bàn tay chà lên mặt. Khi chà, nhắm đôi mắt lại, tiếp theo chà hai lòng bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi áp vào mặt. Sau cùng, dùng ngón giữa của hai bàn tay chà sát từ trán xuống hai bên mũi, làm cho đến khi mặt nóng lên thì dừng lại. Sau khi massage mặt xong, có thể dùng các đầu ngón tay xoa nhẹ nhàng vào vùng quanh mắt để cải thiện tình trạng mỏi mắt. Vì mắt đối ứng với gan, khi gan bị bệnh có thể ảnh hưởng đến mắt, do đó massage mắt cũng có thể dưỡng gan. Cách thứ tư, đi bộ. Đi bộ nhàn nhã là cách tốt nhất để bảo vệ gan, bởi vì đi bộ không chỉ có thể thúc đẩy lưu thông máu, qua đó giúp dưỡng gan và cải thiện thị lực, còn giúp mang lại tâm trạng thoải mái hơn. Cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng đến gan, do đó tâm trạng tốt dĩ nhiên cũng giúp cho gan khỏe mạnh hơn. Cách thứ năm, massage gáy. Nếu xương cổ không tốt sẽ làm lưu thông máu kém, còn lưu thông máu kém sẽ ảnh hưởng đến gan, do đó chăm sóc xương cổ cũng giúp cho gan khỏe mạnh hơn. Như vậy, làm thế nào để massage xương cổ? Dùng ngón tay trỏ và ngón tay đeo nhẫn của hai bàn tay khép lại, sau đó massage huyệt phong trì của xương cổ cho đến khi nóng lên là được. Vị trí huyệt phong trì nằm ở chỗ lõm dưới xương chẩm, bên ngoài khối cơ nổi sau cổ. Thưa quý vị, bên cạnh những bí quyết dưỡng gan vừa rồi, thì việc xây dựng cho mình chế độ ăn lành mạnh cũng là cách đơn giản nhất giúp bạn bảo vệ gan. Và sau đây sẽ là một số loại thực phẩm tốt cho gan mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ siêu thị hay cửa hàng tiện ích nào. Thực phẩm thứ nhất, trà xanh. Thói quen uống trà mang đến vô số lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Nhiều bằng chứng khoa học đã cho thấy trà cũng là loại thực phẩm tốt cho gan. Bên cạnh cà phê, một công trình nghiên cứu lớn ở Nhật Bản đã công bố rằng uống 5-10 ly trà xanh mỗi ngày sẽ giúp cải thiện các chỉ số máu liên quan đến sức khỏe gan. Ngoài ra, uống trà xanh trong 12 tuần sẽ cải thiện đáng kể nồng độ men gan ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đồng thời, trà xanh cũng giúp xử lý các chất chống oxy hóa và chất béo tích tụ trong gan. Mặt khác, theo các chuyên gia thống kê, nguy cơ mắc bệnh ung thư gan ở những người có thói quen uống trà thấp hơn rõ rệt so với người không có thói quen này. Hơn thế nữa, bên cạnh trà xanh, hồng trà cũng có khả năng cải thiện hàm lượng enzyme và chất béo trong gan hiệu quả. Thực phẩm thứ hai, quả bưởi. Bưởi bảo vệ gan theo hai cơ chế chính là giảm viêm và bảo vệ tế bào. Theo đó, bưởi được xếp vào nhóm thực phẩm tốt cho gan vì cung cấp lượng chất chống oxy hóa tự nhiên dồi dào cho cơ thể. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất chống oxy hóa có trong bưởi góp phần làm giảm sự phát triển của xơ gan, thường là kết quả của viêm gan mãn tính. Ngoài ra, hai hóa chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều nhất trong loại trái cây này là cũng đều có tác dụng bảo vệ gan khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Thực phẩm thứ ba, quả nho. Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, chứa nhiều hóa chất có lợi cho sức khỏe con người. Theo nghiên cứu từ nhiều cuộc nghiên cứu, nho và nước ép nho mang lại nhiều tác động tích cực cho gan, ví dụ như giảm viêm, ngăn ngừa tổn thương và tăng hiệu quả của quá trình chống oxy hóa. Một nghiên cứu nhỏ ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu cho thấy bổ sung chiết xuất hạt nho trong 3 tháng giúp cải thiện chức năng gan. Tuy nhiên, vì chiết xuất hạt nho là một dạng tinh chất cô đặc, bạn có thể không đạt được tác dụng tương tự khi ăn nho. Điều này cần được nghiên cứu nhiều hơn trước khi có thể kết luận. Tuy nhiên, kết quả từ thử nghiệm lâm sàng hiện tại vẫn cho thấy nho là một loại thực phẩm tốt cho gan. Thực phẩm thứ tư, nước ép củ dền. Nước ép củ dền hay củ cải đường được xem là nguồn cung cấp nitrat và betalain có lợi cho sức khỏe của gan, tăng số lượng enzyme giải độc tự nhiên, đồng thời làm giảm tổn thương gan do oxy hóa và viêm. Theo các chuyên gia sức khỏe, ăn củ dền cũng mang lại tác dụng tương tự. Tuy nhiên, họ khuyến nghị nên sử dụng loại thực phẩm tốt cho gan này dưới dạng nước ép. Bạn có thể tự ép củ dền thành nước hoặc mua nước ép từ các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Các tác dụng có lợi khác của nước ép củ cải đường đã được quan sát trong các nghiên cứu trên động vật và đang được thử nghiệm ở người.
Tuy nhiên, để xác nhận giả thiết nước ép củ dền là thực phẩm tốt cho gan người, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn cần nhiều nghiên cứu sâu hơn. Thực phẩm thứ 5, những loại thực vật cùng họ với rau cải. Các loại rau họ cải như mầm Brussels, bông cải xanh và cải bẹ xanh từ lâu đã được biết đến với hàm lượng chất xơ dồi dào cùng hương vị đặc biệt. Chúng chứa rất nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe con người. Các nghiên cứu trên động vật và con người đã chứng minh mầm Brussels và chiết xuất mầm bông cải xanh có khả năng làm tăng hàm lượng enzyme giải độc gan và giúp bảo vệ gan khỏi các tổn thương. Một nghiên cứu trên tế bào gan của người cho thấy tác dụng này vẫn tồn tại ngay cả khi mầm Brussels được nấu chín. Kết quả từ một nghiên cứu gần đây ở những người đàn ông bị gan nhiễm mỡ đã chỉ ra rằng chiết xuất mầm bông cải xanh chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi, không chỉ cải thiện nồng độ men gan mà còn hỗ trợ giảm căng thẳng oxy hóa. Ngoài ra, chúng còn có khả năng ngăn ngừa suy gan. Thực phẩm thứ 6, cá béo. Trong mô và khoang bụng của các loại cá béo, chẳng hạn như cá hồi hay cá thu, chứa rất nhiều dầu cá. Thành phần chính của dầu cá là axit béo omega 3, một loại chất béo lành tính, có tác dụng giảm viêm và mang lại nhiều lợi ích cho gan. Trên thực tế, các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng hỗ trợ ngăn ngừa tích tụ chất béo, duy trì mức enzyme bình thường, chống viêm và cải thiện tình trạng kháng insulin hiệu quả. Thực phẩm cuối cùng, ngũ cốc nguyên hạt. Ngũ cốc nguyên hạt là loại thực phẩm đem đến những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Thường được sử dụng trong chế độ ăn kiêng, các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, lúa mạch, gạo lứt có thể cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Loại thực phẩm này có chỉ số glycemic thấp, phù hợp cho những người muốn làm giảm triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ đấy các bạn nhé. Thưa quý vị, như vậy là qua chương trình ngày hôm nay, quý vị đã biết cách để nhận biết xem gan của mình có đang bị tổn thương hay không rồi đúng không nào? Cũng đừng quên bổ sung cho mình những siêu thực phẩm tốt cho gan mà chúng tôi đã đưa ra để gan được hoạt động khỏe mạnh hơn mỗi ngày quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.